Xin chào quý vị nhà đầu tư. Đầu tư chứng khoán cũng giống như trong kinh doanh. Người giàu thì càng giàu hơn, người nghèo sẽ càng nghèo hơn. Tuy nhiên, theo AZFIN Việt Nam, 99% thành công đến từ sự chăm chỉ và nỗ lực của bản thân nhằm giúp quý vị thành công hơn trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng tôi đưa ra 5 lý do người giàu càng giàu, người nghèo càng nghèo trên thị trường chứng khoán làm bài học để quý vị ứng dụng. Lý do thứ nhất, người nghèo thì có suy nghĩ ngắn hạn và suy nghĩ cỏn con. Và người giàu thì họ có suy nghĩ rất dài hạn và lớn lao. Người nghèo đến với chứng khoán với tâm thế chơi chứng khoán để kiếm sống qua ngày. Chết đinh cổ phiếu T0, T3, T5 để kiếm vài phần trăm. Ý tôi muốn nói ở đây, loại trừ các cái nhà đầu tư, các cái trader chuyên nghiệp chuyên bám bạc trên thị trường. Trong khi đó, người giàu thì họ với cái tâm thế đến với thị trường chứng khoán là đầu tư chứng khoán để làm giàu chứ không phải là chơi. Tiếp theo, họ đồng hành cùng những cái doanh nghiệp tốt để hướng lợi một cách dài hạn, tăng tài sản nhiều lần. Có thể thấy đa phần những người giàu nhờ chứng khoán ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam, trước tiên đó là giới chủ doanh nghiệp. Họ đồng hành cùng doanh nghiệp từ những ngày đầu và nuôi lớn doanh nghiệp, cuối cùng là hưởng lợi từ doanh nghiệp đó. Bên cạnh đó là những nhà đầu tư lớn, đầu tư lâu dài, đầu tư dài hạn đồng hành cùng những doanh nghiệp hàng đầu. Chính vì thế, để thoát khỏi cái tư duy nghèo, chúng ta hãy nghĩ lớn lao hơn đi. Chúng ta hãy nghĩ dài hạn hơn đi để có thể kiếm bằng lần trên thị trường chứng khoán. Lý do thứ hai, đó là người nghèo thì luôn nhìn thấy rủi ro và cạm bẫy trên thị trường chứng khoán. Người giàu thì tập trung vào cơ hội trên thị trường chứng khoán. Người nghèo thấy suy thoái, thấy khủng hoảng là than trời, trách phận. Thấy cổ phiếu giảm giá là chán nản, là tháo chạy. Nhưng người giàu thì hoàn toàn ngược lại. Họ nhìn thấy khủng hoảng, họ nhìn thấy thị trường suy giảm, đó là thấy cơ hội sắp đến. Giá cổ phiếu tốt mà giảm mạnh, đó là cơ hội hiếm có để mua vào không thể bỏ qua. Thì để tránh cái việc thua lỗ, nghèo khó mãi trên thị trường chứng khoán, các bạn hãy học những người giàu, hãy luôn tập trung vào cơ hội. Khi cơ hội đến, hãy nắm bắt ở lấy nó, chứ không phải xây một con đê để chặn nó lại. Và lý do thứ ba, người nghèo thì đầu tư theo cảm hứng, đánh cược vào vận may của mình. Người giàu thì đầu tư theo lý trí, xây dựng chiến lược và kịch bản để hành động. Họ nắm được vận mệnh của mình. Người nghèo thông thường mua bán cổ phiếu khi hào hứng. Ví dụ, thấy thị trường tăng ầm ầm, thấy người mua, nhà mua, họ cũng sẽ nhảy vào mua cổ phiếu một cách rất hào hứng. Và khi thị trường có suy giảm chẳng hạn, họ trở nên chán nản, thất vọng, thì khi đó họ lại bán cổ phiếu ra ao ao, bất chấp giá trị của cổ phiếu đó như thế nào. Và người nghèo có một đặc điểm rất rõ có thể nhận thấy, đó là mua cổ phiếu xong rồi ngồi khấn, mong sao cho T3 còn có lời. Ngược lại, người giàu thì họ hoàn toàn làm chủ chính mình. Họ mua bán cổ phiếu theo định giá và theo chiến lược đã đề ra, chứ không phải ngẫu hứng. Và họ mua cổ phiếu đồng hành cùng doanh nghiệp, bám sát doanh nghiệp, update tin tức về doanh nghiệp để có thể ra các cái quyết định một cách đúng đắn và chính xác. Và họ xây dựng trước các cái kịch bản. Khủng hoảng thì làm gì? Cổ phiếu tăng giá mạnh thì làm gì? Cổ phiếu giảm giá mạnh thì hành động như thế nào? Ví dụ, khi cổ phiếu mà tăng mạnh vượt qua giá trị thì đấy là một cơ hội bán rất tốt. Hay khi cổ phiếu giảm rất mạnh dưới giá trị, đấy là một cơ hội mua rất tốt. Chính vì thế, chúng ta hãy học người giàu, hãy hành động một cách lý trí, có kịch bản và có chiến lược. Thì khi đó, thị trường chứng khoán sẽ trở nên dễ dàng hơn và kiếm lợi nhuận trở nên bền vững hơn.
Và lý do thứ tư chúng tôi đưa ra ở đây, đó là người nghèo thì quan tâm đến giá, còn người giàu thì quan tâm đến giá trị. Người nghèo thì cho rằng cổ phiếu này có giá bằng mớ rau, rẻ quá, chúng ta mua được số lượng nhiều. Trong khi người giàu thì mua cổ phiếu dựa vào cái tính chất cơ bản của cổ phiếu có tốt hay không, định giá có hấp dẫn hay không thì người ta sẽ mua. Đó. Hay là ngay cả những cổ phiếu có thể đã tăng rất nhiều lần rồi, nhưng người ta cũng sẵn sàng mua nếu nó vẫn dưới giá trị. Còn ngược lại, người nghèo thì thường nhìn, cổ phiếu này đã giảm 50-70% rồi, nó giảm nhiều như thế, bây giờ vào mua đi. Chính vì thế cho nên người nghèo vẫn sẽ nghèo và người giàu vẫn sẽ giàu hơn. Như ngài Warren Buffett đã từng nói, giá là số tiền mà bạn trả, còn giá trị là thứ bạn nhận được. Chính vì thế khi mua cổ phiếu, chúng ta không chỉ nhìn giá không, mà cái điều quan trọng là phải nhìn đến cái giá trị thực sự của nó là bao nhiêu, nó có thấp hơn cái giá thị trường hay không. Tôi có những người bạn đã từng trao đổi với nhau, họ cho rằng tôi mua cổ phiếu A này có 2.000 đồng một cổ phiếu, tôi mua được 100 triệu 50.000 đồng cổ phiếu, tại sao tôi phải bỏ ra 100 triệu để tôi mua có 2.000 cổ phiếu FPT chẳng hạn. Đó, đấy là một suy nghĩ chỉ quan tâm đến giá mà không quan tâm đến giá trị. Hay là như chị em phụ nữ cũng thế thôi. Những người giàu, những người thời thượng, họ thường phải quan tâm đến chất lượng của mỹ phẩm đầu tiên, sau đó họ mới cân đo đong đếm xem giá như vậy có hời hay không. Còn những người nghèo thì ngược lại, ui giá đắt thế, hơi đâu mà mua. Thế là đi mua những cái sản phẩm rẻ, sản phẩm nhái, sản phẩm giả, và cuối cùng không mang lại một lợi ích gì cả, thậm chí hại cho bản thân về lâu dài. Và cuối cùng, chúng tôi cho rằng người nghèo để cái chứng khoán kiểm soát bản thân mình, trong khi người giàu coi chứng khoán như là một kênh phân bổ tài sản và họ vận hành nó một cách trơn tru. Thì người nghèo dính vào chứng khoán thì bỏ băng mọi công việc của mình. Chứng khoán lên mạnh hay xuống mạnh thì cũng mất ngủ mà thôi. Lên mạnh thì sướng quá, cảm xúc quá, không ngủ được. Xuống thì buồn quá, cũng không ngủ được. Đó. Và người nghèo thì hàng ngày, suốt ngày chỉ có mở bảng điện tử ra, mở tài khoản ra để ngắm tài khoản và thấp thỏm chờ đợi. Trong khi người giàu thì lại hoàn toàn ngược lại. Chứng khoán chỉ là một phần trong cái hệ thống kiếm tiền làm giàu của họ mà thôi. Lên hay xuống, họ cũng tự biết tìm niềm vui cho mình. Và họ xây dựng những cái chiến lược, kế hoạch đầu tư theo năm, theo nhiều năm. Và họ có một cái tầm nhìn dài. Họ biết rằng cái chứng khoán này, cái chứng khoán kia trong vài năm tới, 5 năm tới, 7 năm tới sẽ mang lại cho mình như thế nào. Và họ sử dụng chứng khoán như một công cụ để làm giàu cho bản thân họ, chứ không phải hàng ngày chạy theo mấy cái cổ phiếu đó. Thì trên đây tôi đã trình bày với quý vị và các bạn về 5 lý do người giàu càng giàu hơn và người nghèo càng nghèo hơn trong đầu tư chứng khoán. Quý vị và các bạn hãy học người giàu để chúng ta có thể ngày càng giàu hơn. Hãy subscribe kênh của chúng tôi để nhận được thường xuyên những kiến thức có giá trị chỉ có tại Chứng khoán TV. Và để lại comment nếu bạn có thắc mắc hoặc quan tâm đến những cái chủ đề chúng tôi đưa ra, hoặc quý vị có muốn đề xuất cái chủ đề nào đó. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị và các bạn đầu tư thành công và hiệu quả.